Alo, xin chào mọi người. Hiện tại mình đang ở Vinhome các bạn. Vinhome Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh. Bây giờ chuẩn bị bắt xe đi ăn sáng. Tối qua lên thuê một phòng, một căn hai phòng để ngủ. Thôi có thằng Tùng qua chơi nữa nè. Giờ đang bắt xe. Okay, bây giờ ra xe là tới kia quay tiếp các bạn nha. Giờ đi ăn sáng các bạn. Ra đi ăn phở Hùng. Phở Hùng ở Trần Hưng Đạo, tôi nói phở nó ngon lắm. Giờ mời các bạn theo mình nha. Đây, bây giờ tới phở Hùng các bạn. Bây giờ vô bên trong các bạn xem nha. Quán này là quán ở đây là đường Duy Tùng. Đường Nguyễn Trãi. Đường Nguyễn Trãi. Có địa chỉ đây nè, mời các bạn xem nha. Rứa đâu cho mới cảm nghĩ em rứa. Ok, bữa giờ đi đi ra về đây thèm ăn phở mà chưa ăn con phở nào ngon á. Đây rứa có gì bên đây rứa ở đây ăn ngon quá các bạn. Rồi, mời mời cả nhà nha. Thank you.
đâu nè, chưa đâu có tuyết. Hỏi ăn thịt không có no à, đâu có ăn thịt, nó đâu có hỏi thịt không no rồi. Mọi người nha, cảm ơn mọi người đã xem video của nông dân Family nha. Xin chào.